Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn lại đến với kênh nhà kinh doanh của em. Các bạn giữa bốn bề của cuộc sống, các bạn đang đau đầu lắm đúng không? Các bạn, các anh, các cô nàng rất đau đầu. Có nghĩa là mình đang đau đầu là phải chọn anh nào. Còn các anh đau đầu là quá nhiều em, phải chọn em nào. Giờ chốt lại câu là chọn em nha. Em đồng hồ nè, vô đây xem đồng hồ của em và mua thôi. Hôm nay em sẽ like đồng hồ nam nha các bạn. Đồng hồ nữ trước mắt nhưng mà không like. Các bạn xem video mấy ngày trước lại nha. Tại vì lô nữ này đã like xong. Muốn tránh sâu là tránh thường tình, còn không tránh ta đi xa vào à. Xa vào yêu, yêu rồi thì giống như con yêu quái, chơi chứ càng yêu càng đẹp các bạn ơi. Hãy yêu những con đồng hồ của em nè. Ta đừng thức thức trắng đêm vì một kẻ đang xây giấc nồng uổng lắm nha. Hãy vô tập trung mua đồng hồ em. Anh mua giùm em đồng hồ Sida, chỉ có em bán rẻ nhất làng này, làng Sóc Trăng nha các bạn. Em đến Sóc Trăng thì nhớ ghé shop em mua trực tiếp nha. Tháng nay thì nghe lương xin báo chúc anh đài cho nên hơi bị nhiễm nha các bạn, cả lương. Bây giờ em đang bốc lên từ từ nha, rồi em like xong mỗi gỗ rồi em đi chơi. Các bạn hôm nay sẽ mua được những con đồng hồ ngon rẻ giá trời mưa bão. Trời ơi trời mưa ế quá, em lên đèn xả ngon bổ rẻ còn không mua nữa, em đi kiếm ông em xả luôn mệt quá rồi. Ê, ế quá phải kiếm ông xả chứ. Lời giới thiệu quá dài 2 phút, bây giờ bắt đầu like nha. Bà giới thiệu nhiều quá ế gì lắm, ghê lắm bà này, ngày lắm mối tối làm không thôi chứ có ế gì đâu. Đây một con đồng hồ gấp mới rất là xuất sắc, còn nguyên tem mạc luôn. Em bán con này chỉ 250k, không quét chạy xước. Hiệu luôn nha. Còn hiệu gì các bạn đọc đi, có chống nước nào. 50m. Chống nước 50m. Còn hiệu nè. Hiệu Nun. The After Share. Cái gì có thể share được nhưng mà đừng share bồ mình với chồng mình, với đừng share ghệ mình, bà xã mình cho người khác. Khốn nạn lắm. Bán đồng hồ bà chửi ta không? Bạn ơi em không có chửi đâu à. Đây con mã X15, size 35, 200k. Các bạn mua nhé nhé. Em gắn chốt lại lại nha. Làm biến quá nó vậy đó à. Mới về hôm qua cho nên là hôm nay lên live. Hôm qua buồn ngủ quá, ngủ luôn. Dây gấp mới. Các bạn thích con nào nhớ chụp màn hình lên nha. Rồi xong chốt đơn với em qua Zalo em nha. Các bạn thấy Zalo em không? 0796861123 nhà kinh doanh. Các bạn nhớ đăng ký kênh của em nghe. Em về đồng hồ liên tiếp hoài nha. Ủng hộ em mới về hoài chứ ế quá sao có tiền mua đồ mới về. Đây, mã số X16 mặt vàng 200k, size 32 nữ đeo nha. Nam tay nhỏ đeo cũng ok. Đây là 6 kim thật. À con đồng hồ hai máy nha các bạn. Có lẽ là máy bên đây chưa vô pin á. Không sao đâu. Một mình anh chạy được rồi. Em khỏi chạy. Em đứng đây đợi anh. Đợi anh như chuyện tình biển xanh vậy. Cứ ở nhà đợi đi rồi người yêu sẽ tới, mà tới với người khác. Ra đường giành giật nha. Các bạn lên đây giành giật mua đồng hồ nha. 250k. Con đồng hồ rất đẹp. Mặt cũng mỏng. Mã số là 19, size 33. Các bạn cố gắng xem hết video này nha. Có chừng 200-300 con đồng hồ thôi. Không lẽ nào mình không lựa được con nào mình yêu mến sọc. Yêu mến đồng hồ cũng như là yêu mến em vậy thôi. Các bạn xem bài đăng rồi lên đây xem video lại nha. Máy chạy hoạt động bình thường. Con nào chưa chạy là báo em vô pin nha. Nhằm khi em quên vô pin nha.
Em khi em cãi công viên em cho anh kia nó cũng hết hồn em. Mã số 18 size 33 200k. SHM L chống nước. Máy Nhật. Đây con đồng hồ có lẽ là điện tử. Có lẽ ngày đã nghe qua. Đồng hồ như là cái ngầu nghỉ lắm. X2 những con đồng hồ này thường không có đụng hàng. Size 40 đồng hồ SIDA mà sao đụng hàng được, quần áo SIDA còn không đụng nữa. 230k. Các bạn thích con nào nhớ chụp màn hình lại nha. Mưa gió bán phá sản luôn à. Bán không được chắc đi công nhân luôn. Kệ đi, gắng phấn đấu. Không thành công thì nhất định cũng thành công nhân. Thành công nhân anh yêu nhiều hơn nha. Anh phái nhỏ công nhân, anh dứt nhỏ công nhân. Anh phái lắm. Nhất là mấy đứa công nhân mai á. Anh phái nó lắm. Đáng đời anh. Mở X9 xe 40 350k. Con này rất đẹp nha, không mua con này rất ổn. Máy thị, không biết thị không, hiệu Techno nè. Để mình coi soi cái đít máy cho kỹ này. Đây là dây đá đen nha các bạn. Dây đá quý, rất là quý giá. Techno chống nước, Sophia. Kính Sophia luôn nha. Đó, này đúng Sophia luôn nè. Bán có 600k. Mua không mua thì em để nhà hoài. Mà X19 mua không mua cũng phải mua thôi. Xem like em là cũng phải mua thôi. Cân đồng hồ dây zin luôn nha. Enat nè. Mã số 17 size 28 200k. Các bạn gán chụp màn hình lên nha. Đọc mã số thì em kiếm điên luôn á. Cỡ 300 con đồng hồ nam và mấy trăm con đồng hồ nữ. Gán mua ủng hộ đi em, về thùng khác mệt quá rồi. Mưa gió gì mà nó ế quá các bạn. Dùng cả tuổi thanh xuân để bán đồng hồ thôi. Đây con này không có mã số chụp màn hình là cho em nha. Đồng hồ này Singapore 150k thôi. Mặt bự lắm, size 40. Dây này dây da trâu à, cứng như trâu bò vậy á. Các bạn mua hàng á mà đi đơn ngoài thì phải cọc phí ship cho em nha. Họ chuyển khoản á, tin tưởng shop thì chuyển khoản em đi đơn luôn, miễn phí ship à. Chuyển khoản đơn 300 thì miễn phí ship nha. Các bạn không tin tưởng lên Lazada, Shopee của em nhà kinh doanh 123 vô shop em đặt nha. Chat với shop nha. Chat với shop rồi em tạo link cho các bạn đặt nha. Còn các bạn mua không mua đừng ghét em nha. Ghét mướn người quánh sập kênh YouTube em ghê lắm. Chơi gì chơi, em mua người ta có 20 triệu rồi đòi mướn người quánh sập kênh người ta, yêu cũng được thôi chứ ông này kỳ quá. Ơi mã số là 17 size 36 hơi cũ bán 150k, có chạy lịch gốc 3 giờ. Đồng hồ hiệu Anh Ba nha các bạn. Dây xấu như ma vậy. Mã số T8 120k. Size 30 nha. Các bạn gắn soi cho kỹ nha, đặng chọn những con đồng hồ nào mình thích nha. Đây con đồng hồ hiệu Torio. Mã số B4 size 35 100k. Trời trời, đêm qua toàn là hỏi không, không có ai mua hết trơn. Giờ này phải cố gắng like. Cố gắng nhắm mắt ngủ không được.
Một mình ngồi buồn trong đêm phân. Câu này 200k nha các bạn, rất mới. Các bạn lưu ý con nào không có mã số chụp màn hình lại nha, mà con nào có mã số cũng chụp luôn nha, chứ không có chụp màn hình kiếm khó lắm. À, mã số X42 size 30 190k, chống nước 30m. Con đồng hồ hiệu Audi theo hãng xe hơi nha. Live stream. Thôi, đang quay video mày đừng có tào lao quá. Mã số X3 size 36 500k. Chưa vô pin nha các bạn. Con này chắc có lẽ là nút cổ chai bia. Mã số X10 size 39 190k. Trời, nó ăn sáng nó cũng bắt mình mua nữa. Mình thấy sợ nó quá. Biết chạy xe đó. Tao không có nhiệm vụ mua bánh mì cho mày. Sáng sớm cái nó gieo đầu não mình những sự buồn phiền rồi. Thằng em trai thấy buồn quá. 200k nha các bạn. Mình chắc like nhanh cái mình xuống like à. Các bạn thích con nào nhớ chụp màn hình lại mình nha. Chốt đơn quay alo. Thôi video này tới nay sáng nay mình like nhiêu đó thôi, chưa chiều mình like tiếp nha các bạn. Đồng hồ thì còn nhiều nhưng mà sáng thì hơi mất cảm hứng một chút. Cho em xin chào tạm biệt nha, lần sau em sẽ đem những câu chuyện vui hơn. Mình đang bị tác động đầu não, bye bye nha.